chúng tôi luôn mong đợi ở một tân hoa hậu, đó là một cô gái đầy sức trẻ, sự năng động, nhưng điều quan trọng lớn nhất đó là trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và nhan sắc, để từ đó cô ấy có thể lan tỏa và truyền cảm hứng tới hàng triệu phụ nữ Việt và bạn bè quốc tế về nhan sắc Việt, vẻ đẹp Việt và trí tuệ Việt. Giám đốc điều hành Via Group Elastan Collagen cao cấp số 1 tại Đức, nhà tài trợ Kim Cương.